súng ta đi, Tổ quốc đã vươn mình. Trên lưỡi lê căm hờn, hờn căm như chiều sông. Ôi xuân sao chiến trống thôi thúc đã rung ra khắp trong rộn ràng. Ôi lửa thì dây bọc cùng tay đốt lửa tay cùng kim. Trên đầu súng sầm lăn xình xích với bao tàn. Trên lưỡi lê nô lệ cùng ông phải cùng ngã. Tay nâng niu cây súng súng thép với đạn đồng mới đã lên nòng. Và những đoạn đạn đồng toàn của lũ trổ tràn đầu sâu. Jack Lee, Ngọn đồi quyết tử, Hồi ký, Mũ đỏ, Nguyễn Văn Lập. Để kính nhớ cố đại tá Nguyễn Đình Bảo, tiểu đoàn trưởng 11 dù và đồng đội tôi. Để tưởng nhớ đề lô tiểu đoàn 2 pháo binh nhảy dù, trung úy Nguyễn Văn Khánh, chuẩn úy Sơn và 10 đệ tử, trong đó có 2 đệ tử chúng tôi là hạ sĩ Hạnh, binh nhì nhỏ, còn ở lại Jack Lee. Để tưởng nhớ anh em không quân đã hy sinh để bảo vệ chúng tôi suốt trận đánh lịch sử này. Vào khoảng thời gian này, tất cả ám danh đàm thoại truyền tin của pháo binh nhảy dù đều bằng 4 con số. Thí dụ như pháo kích gọi là 3113, bắn hiệu quả gọi là 3134, và tên các giới chức gọi bằng 3 con số. Thí dụ như tên chúng tôi gọi là 314. Mỗi khi đụng trận, mọi tần số truyền tin đều chuyển qua hệ thống của đề lô cho dễ tác xạ. Bài này sử dụng bạch văn cho độc giả dễ hiểu. Xin mở ngoặc. Những ngày gần cuối tháng 3 năm 1972, tiểu đoàn 2 pháo binh theo tiểu đoàn 7 nhảy dù đi hát tại trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp ở Phước Tuy. Giữa chương trình huấn luyện có một cuộc hành quân nhảy dù và có phi pháo yểm trợ bằng đạn thật. Cũng như những lần tập trước đây, bãi đáp là một cánh đồng trống với nhiều bụi tre lấp xúc. Khi toàn bộ tiểu đoàn 7 và một pháo đội dù với 6 cây đại bác 105 ly kiểu M102 được trang bị vũ khí đầy đủ, nhảy từ phi cơ 123 an toàn đáp xuống đất, là mở đầu ngay cuộc tấn công mục tiêu bằng đạn thật vào một khu rừng sát chân núi. Cũng vào thời gian này, pháo binh nhảy dù vừa mới được trang bị loại đạn cây CS-105 ly, nên tiểu đoàn của chúng tôi được lệnh phải bắn thử loại đạn này. Tôi cùng một tiền sát viên hình như là trung úy Đỗ Trọng Dũng được lệnh đeo mặt nạ ngồi dưới hầm gọi tác xạ bắn ngay trên đầu mình để thử công hiệu. Cuộc bắn thử này có nhiều giới quân sự cao cấp đứng trên một khán đài ở xa để quan sát. Tôi vừa hồi hộp vừa tự trấn an. Ai bảo đi pháo binh, sinh ngày tử nghiệp mà. Nếu điều chỉnh tác xạ mục tiêu thì mất mặt KBC-4522. Còn nếu bắn ngay ở trên đầu thì chiếc mặt nạ thổ tả này có chịu nổi hàng chục trái đạn cay hay không? Tôi chưa kịp lo ra thì tiểu đoàn thông báo cho tôi xuống pháo đội lãnh hai đề lô đi tiền sát cho tiểu đoàn chính dù. Một chiếc xe Dodge đưa ngược chúng tôi về Sài Gòn. Thầy trò vừa xuống xe vào trình diễn ban 3 tiểu đoàn chính thì được một công điện về trình diễn tiểu đoàn 11 của trung tá Nguyễn Đình Bảo để đi công tâm. Những bất thường trong đời lính làm cho tôi không thấy có gì bất thường cả trong lệnh điều động này. Đầu năm 1972, chiến sự đã trở nên sôi động nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam. Cuộc chiến được gọi là chiến tranh ý thức hệ này cũng chẳng được giới sĩ quan trẻ như chúng tôi để ý nhiều. Chỉ quan niệm đơn giản đến tuổi là phải đi lính để bảo vệ quốc gia. Mới đổi về nhảy dù đúng một năm mà đã tham dự hàng chục cuộc hành quân lớn nhỏ. Cái chết lúc nào cũng kề cận, làm tôi chẳng còn ý niệm gì về cuộc ra đi của bạn bè về vùng Nam Gia ngựa bọc thay. Vì ở đâu nhảy dù có đụng là đụng thứ thiệt, chơi thật sự với đại pháo 130 ly, với xe tăng T-54 và biển người cỏ rác nhất định xin Bắc Tử Nam để thực hiện cho bằng được mộng làm tôi đòi cho Cộng sản quốc tế của Bắc Bộ Phủ. Ở đâu chúng tôi cũng phải một đánh ba là thường xuyên, còn nếu không Bộ Tổng Tham mưu chẳng bao giờ chịu sử dụng cả. Nhưng ở đây, Jack Lee, chúng tôi phải một đánh 10. Mặt trận B3 của Cộng quân với Sư đoàn Thép 320, Sư đoàn 968, chưa kể các trung đoàn pháo và phòng không dày đặc đã sẵn sàng chờ đợi tiểu đoàn song kiếm trấn ải, danh hiệu 11 dù hay cây đèn cày. Phi cơ bay ra Pleiku ở một đêm, rồi hôm sau theo đường bộ ra Kon Tum, rồi đi Tân Cảnh dọc theo quốc lộ 14,
Dọc đường nhiều quán thịt rừng mọc lên làm tôi nhớ lại Sài Gòn. Những bữa còn tiền thì đấu với đại võ sĩ Rồ Mi Mạc Tên, hoặc cạn túi thì chơi với võ sĩ Hạng Long trụ rắn tại quán thịt rừng Tân Vạn, gần hậu cứ Nguyễn Huệ. Xe qua căn cứ B5 rồi Diên Bình, những người lính địa phương quân đứng trên cầu vẫy tay cười cười. Cái khung cảnh bình yên này chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi là có chuyện lớn xảy ra, đó là cái bất tường của đời lính. Tại bộ chỉ huy lữ đoàn 2 nhảy dù ở Võ Định, tôi nhận bản đồ hành quân từ tiểu đoàn 1 pháo binh dù của thiếu tá Bùi Đức Lạc, là vị tiểu đoàn trưởng tiền nhiệm của tiểu đoàn tôi, và chuẩn bị nhảy vào Trạc Ly. Sĩ quan liên lạc pháo 3 của đại quý Hùng Mập, trung úy Nguyễn Văn Lập danh hiệu 314, đề lô đại đội 114 của trung úy Phan Cảnh Cho, đại đội 110 của đại quý Nho đóng chung với bộ chỉ huy tiểu đoàn 11, pháo binh từ căn cứ 5 danh hiệu 415, pháo binh căn cứ 6 danh hiệu 416, căn cứ Gen Ki của pháo đội 1D ở hướng Bắc danh hiệu 417 và pháo đội C1 danh hiệu 418 với một trung đội 155 ly C220-220 danh hiệu 419 ở hướng Nam yểm trợ trực tiếp hoặc tăng cường cho chúng tôi theo yêu cầu. Nhìn một dọc các căn cứ hỏa lực yểm trợ cho tiểu đoàn 11, tôi nhận thấy ngay tình hình rất là nghiêm trọng và một cuộc táp bi khốc liệt sẽ diễn ra trên ngọn đồi vô danh nào đó nằm sâu trong dãy Trường Sơn. Sáng ngày 25 tháng 3 năm 1972, tiểu đoàn 11 được trực thăng vận bốc vào vùng hành quân, phi cơ bay ngang Tân Cảnh nơi đúng một năm trước đây, sau hạ Lào, một số đơn vị của sư đoàn nhảy dù từ Quảng Trị bay thẳng về đây giải tỏa căn cứ 5 và căn cứ 6. Cuộc hành quân ngoạn mục nhảy ngay trên đầu địch làm cho chúng bất ngờ, và nhiều trăm tên tan xác tại đây. Đại tá James Vault, cố vấn trưởng sư đoàn nhảy dù đã gọi máy về MACV tại Sài Gòn, yêu cầu những tên nhà báo ngoại quốc phản chiến bay ra đây nhìn xem nhảy dù đánh giặc rồi về tường thuật lại cho trung thực, nhưng chẳng có tên nào dám ra. Lúc này cuộc hành quân đang đi vào giai đoạn chót, tôi từ tiểu đoàn 183 pháo binh giả chiến Long Khánh về trình diễn thiếu tá Lạc ở trong vùng hành quân và được vị tiểu đoàn trưởng chịu chơi cho 4 ngày phép về Sài Gòn, coi như một đặc ân về pháo binh nhảy dù, đồng thời xù luôn 4 ngày trọng cấm mà trung úy Toàn chỉ huy hậu cứ tặng cho tôi về tội dám cãi lại quan anh ngay lúc tôi còn mặc bộ đồ xanh bộ binh về trình diễn dù. Từ trên trực thăng nhìn xuống ở xa về hướng nam, con sông Poco màu bạc uốn khúc theo dãy Trường Sơn trồi đổ ra cắt ngang quốc lộ 14, đẹp như một nét chấm phá của thiên nhiên, và dãy Trường Sơn ở hướng tây trùng điệp những đồi núi ngút ngàn với hầu hết là những ngọn đồi trọc lá trơ cành, giơ những cánh tay khẳng khiu lên không như cầu nguyện cho một thiên đường vừa đổ vỡ. Hai chiếc Cobra bay phía trước hậu tống cho những chiếc chuồn chuồn UH-1B đáp xuống căn cứ Trạc Ly. Không có màn bắn dọn bãi vì đã có quân ta đáp xuống trước. Những người lính dù nhảy xuống trực thăng rồi tản ra hai bên, ghim súng phòng thủ sát giao thông hào. Và tôi đã có mặt tại ngọn đồi vô danh mà sau này đã đi vào chiến sử nhảy dù như một địa danh bất khuất không thể nào quên của người lính quốc gia, cũng như làm cho tất cả dân quân cả miền Nam biết đến qua bản nhạc Người ở lại Trạc Ly của Trần Thiện Thanh. Trên đảo sông ta đi, tổ quốc đã vươn mình, trên lưỡi lê cam hờn hờn cắm như chiều sông. Ôi xuân sao chim chóc thôi thúc đã rụng ra khắp trong rộn ràng. Ôi lửa thì dây bọc cùng tay đỡ lửa tay cùng kim. Trên đảo sông sâm lăng xình xích với bao tàn. Trên lưỡi lê nô lệ cùng gông phai cùng Nga. Tay nâng niu cây súng súng thép với đàn đồng mới đã lên hồng. Và những đoạn đàn đồng vàng của lũ trò chạc đầu sâu.